Trong khi tình hình mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp tại miền Trung, thì tại Biển Đông, bão số 7 Nang Ca đang di chuyển rất nhanh, hướng thẳng vào khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự kiến bão số 7 sẽ trong sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai tổ chức họp đối phó với bão số 7 và mưa lũ miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Vũ Xuân Thành nhấn mạnh, bão số 7 đang di chuyển rất nhanh và hiện nay toàn bộ khu vực miền Bắc, miền Trung đang trong tình thế thiên tai cực kỳ nguy hiểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Trong khi đó, hình ảnh đường đi của bão từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam cho thấy, lúc 13 giờ chiều ngày 14 tháng 10, tâm bão đã nằm ngay trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Nghệ An. Trọng tâm ảnh hưởng của bão nằm ở các tỉnh Hòa Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Dù vậy, hoàn lưu bão gây mưa cho một diện tích rất rộng, trải dài từ Đồng bằng Bắc Bộ vào tỉnh Quảng Bình. Thủ đô Hà Nội cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Tình huống thiên tai như hiện nay và cũng như dự báo thì đích thân Thủ tướng Chính phủ đã ngày hôm qua đã có công điện chỉ đạo đến tất cả các bộ ngành địa phương có liên quan, chỉ đạo rất cụ thể và quyết liệt các cái nội dung và giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương và triển khai quyết liệt các cái đồng bộ tất cả các cái giải pháp để đảm bảo huy động tất cả các nguồn lực để ứng phó mấy cái đợt với bão rồi thì mưa lũ và thậm chí là kể cả cái cơn bão có thể là sau cơn bão số 7 có thể ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng cảnh báo bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên mưa lớn sẽ xuất hiện ở đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 14 tháng 10. Mưa kéo dài đến hết ngày 16 tháng 10 với tổng lượng mưa từ 200 đến 350 mm một đợt, có nơi trên 400 mm. Trong khi đó, các khu vực khác ở miền Bắc và tỉnh Hà Tĩnh, mưa dao động từ 50 đến 150 mm một đợt. Đáng lưu ý, khu vực Trung Trung Bộ là nơi đang hứng chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ những ngày vừa qua, được dự báo giảm mưa từ đêm nay 13 tháng 10. Chuyên gia khí tượng nhận định thêm, ngoài cơn bão số 7 đang hoạt động, một áp thấp nhiệt đới khác cũng đang di chuyển ở vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Hình thái này có thể đi vào Biển Đông trong ngày 15 tháng 10 và mạnh thêm.